they're invincible, and she's just in the background. Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Ivy đây. Ê, hiện tại mình đang có mặt ở một cái chỗ làm mới của mình mọi người, cho nên là cái không khí nó rất là nên thơ luôn và mình rất là háo hức luôn. Thì cái hôm này là đếm ngược 2 ngày cho tới ngày sinh nhật của mình. Thì tối hôm đó mình cũng đã có một món quà bất ngờ từ bạn của Việt Thi với Minh Thi á. Trời ơi, bất ngờ thiệt. Ê, ba, nó không có cãi nhau nghe hết trơn á. Nó kêu, nó nói vậy để qua đây chúc mừng sinh nhật hai mình á. Chưa bị cãi. Đếm ngược một ngày, nhưng mà muốn đón một cái sinh nhật thật là hoàn hảo thì bây giờ tụi mình phải đi về cái trọ của mình để làm bài tập đồ đó mọi người. Và đây là cái viễn cảnh sau 3 tiếng làm bài tập đồ đó hen. Rồi Minh Thi nó kể chuyện nhiều quá thì bạn của mình nó đang bị bấn loạn. Nói chung là chạy deadline gần sát ngày sinh nhật nó khá là suôn sẻ, cho nên là ok la. Về tới nhà thì mẹ mình chào đón mình bằng những cái bánh trích trần thiệt là ngon. Thì đếm ngược một ngày sinh nhật của mình, nó cũng là sinh nhật của Minh Thi Việt Thi đó mọi người. Rồi ta nói cho mấy cái bánh trích trần mẹ mình làm quá xuất sắc luôn, mình ăn một lần 2 cái luôn. Còn bây giờ thì mình phải lên trên lầu để chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để mình chuẩn bị đi đón sinh nhật của mình. Ok, thì hôm nay chưa phải là sinh nhật mình, nhưng mà ngày mai sẽ là sinh nhật mình. Nhưng mà nữa, tối nay các anh với lại các bạn sẽ làm cái buổi sinh nhật cho mình. Thành ra là bây giờ mình sẽ đi vào địa điểm đầu tiên. Và đây là địa điểm đầu tiên của mình nè. Trời ơi, hôm nay mặc đồ khá là keo mọi người, nhưng mà khá là mập luôn, tại lâu quá rồi không có tập lại. Đáng lẽ là tới 4 người đi lận, nhưng mà hai cái người kia hẹn 8 giờ là đúng 8 giờ mới ra. Còn mình với anh Sang là lo tỏn xách cái đít đi từ hồi 6 giờ, cho nên là ra đi pizza trước. Nhưng mà mình rất là gà, không thể nào mà đánh hơn anh Sang được chứ. Đi gọi là khởi động gân cốt vậy thôi. Xong rồi mình với anh Sang di chuyển tới địa điểm tiếp theo nè. Đó chính là đi ăn vặt và uống cà phê đó. Hỏi sao mà không mập. Rồi kêu gì? Xin tô bơ với bánh chén trộn á mọi người. Xin tô bơ với bánh chén trộn nha. Trời ơi, không có nhiều mập hết trơn á. Ăn uống no nê xong rồi là mình di chuyển tới địa điểm tiếp theo. Và thành viên thứ ba đã xuất hiện, đó chính là chị Nhung, đây là anh Sang. Di chuyển lên thì mình phải đi thay giày trước nè. Nhìn đây chắc mọi người cũng đoán được là tụi mình đi đâu ở vậy. Xong rồi phải chọn banh cho vừa tay mình nè. Trời ơi, banh ở đây đúng xịn luôn. Ở đây gọi là xịn hơn cái chỗ hôm bữa mình đi rất là nhiều luôn. Xong xuôi có bạn điểm hết rồi thì mình vô game thôi. Thank you.
bắt cặp rồi đó. Nếu ăn gian thì mình với anh Sang thắng nha. Bây giờ thì mình sẽ đi. Đi đâu chị Nhung? Đi đâu đi thăm? Mệt quá, cái mặt đổ dầu nè. Yeah. Đây là địa điểm tiếp theo để mình ăn mừng sinh nhật của mình luôn. Chỗ này là chỗ của anh Sang giới thiệu cho mình nha mọi người. Còn bây giờ thì mình phải theo chân anh Sang rồi. Layla. Ở đây còn có cả bạn pizza nữa nè. Quá là một không gian chill thì là chill luôn á. Đó, anh Sang biết tiếng Anh. Còn ở đây là chị Nhung nè. Sau khi đợi khoảng 15-20 phút gì đó thì tụi mình cũng đã có chỗ ngồi và đồ ăn cũng đã ra rồi. Món đầu tiên được trang trí rất là đẹp luôn nha. Trời ơi, ta nói chứ cái ly này nó ngon á, nó ngon xỉu. Rồi, anh Sang vô thì anh Sang recommend cho mọi người uống một cái ly này. Nhà ơi, nghệ chưa? Quá đẹp luôn, quá xuất sắc. Thì đây là shot đầu mà mình lo thưởng thức quá cho nên mình không có quay lại cái lúc uống. Còn đây là shot thứ hai rồi nè mọi người. Bây giờ thì anh Sang sẽ thể hiện cho mọi người coi nha. Và shot nhẹ nhàng thì chị Nhung cũng đã có dấu hiệu hơi đỏ đỏ mặt thôi chứ không có xỉn nha mọi người, không có xỉn. Nói chứ chị Nhung đô cao lắm, không bao giờ xỉn được đâu, thiệt. Xong mình còn có quà bất ngờ nữa nè. Okay. Cái này là tại vì anh Sang muốn thử nè, cho nên là mình mới bóc như tại đây. Rồi tô lên mở luôn em. Về thì tụi mình ngủ một giấc tới sáng luôn. Và cũng nói là tới sáng nhưng mà tới trưa, tới chiều ngày hôm sau luôn. Hiện tại là 4 giờ chiều ngày hôm sau mọi người. Đó, xong là cái bánh mà uống qua Minh Thi chúc mừng sinh nhật của Minh Thi Diệt Thi. Xong rồi là tới mình luôn. Đúng, đúng, hát lại 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sau đó thì tụi mình cũng về lại quận 10 mọi người. Ngày hôm qua là sinh nhật của Minh Thi Diệt Thi mà mình chưa tặng gì hết, cho nên là bây giờ mình đi mua quà tặng cho Minh Thi Diệt Thi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Chó. Rồi nãy giờ tao đợi cái nhiêu đó đó. Bóp quà đi má, bóp siêu đi. Ủa tao. Ủa. Nè, có đi em nè, xin lát nè. Cảm ơn, vừa bóp nha. Chơi. Trời ơi, đã vậy hả? Trời ơi. Thì có hay quý chân tính chuyện lâu dài luôn. Ừ, đúng rồi. Không, chị hai tính cho chị hai nữa. Là sao? Nhìn đi, bốc hết đi rồi thêm mới hiểu. Trời ơi, má ơi, ngon quá vậy? Má đúng rồi. Trời ơi. Mà xanh lá không luôn. Ghê vậy? Trời ơi, nhiều lắm luôn á chị hai. Nhiều vãi luôn á. Cái gì? Ngã sống bóp từ từ không giới thiệu. Thôi giới thiệu chi. Nhìn cho kỹ ra. Trời ơi. Em giới thiệu nghe không? Bóp kìa. Ba bóp. Chị còn lớp thứ hai hả? Thôi. Nước con mẹ. Này sống nha cho nội. Ok thì chúng ta sẽ đến với phần quà cuối chân. Đầu tiên chúng ta sẽ có balloon. Và chúng ta ở đây chúng ta có ba gói miếng. Cuối chân ai gọi gì? Ok thì ở đây chúng ta có ba gói miếng. Đâu, năm gói lận. Năm gói lận ở đây. Năm gói. Năm gói. Cũng rồi. Đây, chè chanh, blue, nói chung là blue hết. Đây. Nó có trời.
Bấm gì vậy? Thì mình không có đó. Tại vì không có màu xanh lá. Bấm đi luôn. Đây đã rồi. Vậy xí nguyên khao với chị hai nha. Ok. À, vậy đem khao bắp nước cho. Ok. Nãy tao mới nói là tại vì bữa nay á, tại vì hôm qua là tụi mình đã ở chung với nhau rồi, mọi người hiểu không? Hôm qua tụi mình ở chung rồi là tụi mình happy birthday hôm qua rồi, sáng đã có happy birthday rồi nên là nghĩ là năm nay cũng vậy thôi, ý là nó chỉ như vậy thôi, nó cũng không có gì á. Mình nói nó còn nghe. Đây là tình duyên mấy. Tình duyên mấy đi nhà mình các bạn. Thì ở trong đây cũng sang lên nước thôi. Ok, chị thôi. Bóp nước ê, quý vừa thì chị em mà bóp nước chứ chị em cũng bất ngờ lắm á. Hả? Ừ. Nước suối nha các bạn. Bất ngờ. Ê, cũng đúng mà. Bất ngờ. Bất ngờ thì em mới nói. Bất ngờ thì chị mẹ bon cha má luôn bon cha. Chị em bóp nước cho. Ê chị hai yêu bon cha mãi. Ủa bon cha bon cha. Má ơi. Trời. Chị tao thùng vô đâu mũi. Đi chứ mà thích mặt tao mất cuộc đời luôn á. Trời ơi. Ê cái vị đó ngon á. Ngon vãi. Là lâu lắm mà tụi mình không muốn này á. Là mua đủ vị ấy đó luôn á. Trời ơi đúng rồi chị hai. Thank you, thank you. Thank you. Oh my god. Phần quà cho chị hai là ở đây không cần trả tiền đúng không? Dạ. Cũng đúng à. Nhưng mà qua đây là bị chửi. Tại Tết rồi có gì nữa. Dạ vậy. Nó dụng lắm. Chị Quý Trấn hỏi là Duyên. Duyên các bạn là Diệu me, Diệu me. Là Diệu me là Duyên không ai sánh bằng. Ta da. Đó, một đống một xanh dương luôn má. Rồi. Đúng báo. Tổng đâu? Tổng có trong đây nè. Trong đâu? Thì tặng quà cho tụi nó xong là mình cũng kiêm luôn cái vụ mà sắp xếp vô trong cái tủ cho tụi nó. Mình nghĩ đây là cái tủ lạnh ước mơ của một số người đó hen. Cái này là quà sinh nhật của mình, của chị Trang cho mình. Ở mấy cốc xíu chứ. Quà sinh nhật mà cho là anh sao cho anh hỏi. Của chị Trang tặng mình. Cái này là của chị Nhung tặng mình nè. Maybelline. Các bạn sẽ không coi video của mình mất. Và tụi mình let's go đi thôi. Lúc này là mình thi đi ăn cho nên là mình với việc thi vô rạp trước. Trời ơi bắp ngon quá trời. Coi phim xong thì cũng đã hết ngày sinh nhật của mình rồi. Quá là vui luôn.